Thưa quý vị, sáng nay, lực lượng chức năng quận Tân Bình, TP HCM đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an TP HCM tiếp tục phong tỏa khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà khiến hai người tử vong xảy ra trên đường Lê Văn Sĩ, phường 1, quận Tân Bình. Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 5 tháng 12, ngọn lửa bùng lên từ một căn nhà nằm sâu trong hẻm. Do căn nhà chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa nên đám cháy bùng phát dữ dội khiến nhiều người bị mắc kẹt bên trong. Nhận tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh đã điều động 10 xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa, ngăn không để cháy lan trong khu dân cư, đồng thời tổ chức các phương án cứu nạn cứu hộ. Khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện thi thể hai người đàn ông ở khu vực cầu thang và tầng trệt. Ngày hôm nay, thông tin từ lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An cho biết, trong đợt khám mới nhất cho các công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Châu Tiến nằm trên địa bàn khu công nghiệp Nam Cấm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, nơi có 6 công nhân tử vong do bụi phổi vừa qua, cơ quan chức năng đã phát hiện thêm hàng chục người mắc bệnh bụi phổi. Đoàn điều tra bệnh nghề nghiệp do Sở Y tế tỉnh Nghệ An thành lập gồm các bác sĩ của Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường Bộ Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An và Bệnh viện Phổi Nghệ An đã thăm khám cho 81 công nhân. Kết quả thăm khám lần này đã phát hiện 57 người mắc bệnh bụi phổi silic, trong đó có 19 người bị thể nặng. Đây là những công nhân đã và đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Châu Tiến, doanh nghiệp chuyên chế biến bột đá đóng tại khu công nghiệp Nam Cấm, huyện Nghi Lộc. Hiện Công an tỉnh Nghệ An đã vào cuộc thu thập hồ sơ để điều tra. Trong thời gian gần đây, Bệnh viện Nhi Trung ương liên tiếp cấp cứu các bệnh nhi uống nhầm thuốc diệt chuột, thuốc trừ sâu, dầu hỏa, hóa chất tẩy rửa. Có những trường hợp uống nhầm các chất gây nghiện, thuốc ngủ, thuốc an thần của người lớn, dẫn đến các tổn thương rất nặng nề, thậm chí nguy kịch tính mạng. Đây là một hồi chuông cảnh báo tới các vị phụ huynh trong việc chăm sóc trông nom trẻ an toàn. Bệnh nhi này thấy chai thuốc diệt rệp bà mua về đặt trên bàn, do không biết là nước gì nên bé tò mò và uống thử. Sau đó thấy con khóc to, gia đình lập tức đưa trẻ đến Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu. Bệnh nhi được rửa dạ dày và may mắn sau 15 tiếng, trẻ chưa có dấu hiệu gì bất thường. Bà đi chợ thì bà thấy nó cứ đòi đi, thì bà cho nó đi thì bà ngửi thấy mùi thuốc vào trong mồm thì bà bắt đầu cho nó đi rửa mồm. Luôn. Lúc uống xong thì bé có kêu khóc không? Bé kêu xong bé nhổ ra luôn. Tại khoa cấp cứu chống độc Bệnh viện Nhi Trung ương, tuần nào cũng tiếp nhận các ca ngộ độc hóa chất, hầu hết ở nhóm trẻ từ 1 đến 5 tuổi. Nếu không phát hiện xử lý kịp thời, rất dễ gây ra biến chứng nguy hiểm cho trẻ. Gây kích thích thần kinh giao cảm hoặc là gây nhóm mà trực tiếp ảnh hưởng đến tính mạng đấy trẻ, đó là gây rối loạn nhịp thở, thậm chí là gây ngừng thở và rối loạn nhịp tim. Khi trẻ bị ngộ độc thuốc và hóa chất, các bậc phụ huynh cần nhanh chóng tách trẻ ra khỏi các chất có nguy cơ gây ngộ độc, gọi cấp cứu 115 và xử trí ban đầu đúng hướng dẫn. Uống chất ngộ độc dưới 6 tiếng thì mình có thể dùng những cái gạc nhỏ kích thích bao phủ quanh ngón tay và kích thích vùng họng họng để cho khuyến khích cho trẻ nôn ra, hoặc trong trường hợp mà trẻ đang hôn mê ly bì thì cho trẻ nằm nghiêng sang trái để tránh những cái trào ngược, dịch dạ dày trào ngược trào ra qua thực quản và vào đường thở. Đặc biệt thì lưu ý các bạn là chúng ta sẽ không gây nôn trong trường hợp mà chúng ta nghi ngờ đứa trẻ uống phải hóa chất như xăng dầu, hoặc là những trẻ mà đang hôn mê hoặc đang có dấu hiệu suy giảm ý thức. Lưu ý thời điểm vàng để cấp cứu cho trẻ ngộ độc hóa chất là dưới 6 tiếng. Trong thời gian này, trẻ cần được đến cơ sở y tế nhanh nhất có thể để được cấp cứu. Sáng nay, Bệnh viện Mắt Trung ương đã thực hiện ca ghép giác mạc đầu tiên từ nguồn hiến ngoài cộng đồng. Và đây là ca ghép thứ tư trong năm nay sau nhiều năm gián đoạn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Bệnh nhân là nam 50 tuổi, bị bệnh lý về giác mạc sau chấn thương và đã chờ đợi được ghép giác mạc 6 năm. Tổn thương giác mạc đã khiến cho bệnh nhân chịu nhiều đau đớn, ảnh hưởng rất nhiều đến công việc và sinh hoạt hàng ngày. Bệnh nhân được chỉ định ghép giác mạc cho mắt phải. Sau ca ghép, hiện bệnh nhân đã ổn định, giác mạc sau ghép bước đầu được đánh giá tốt. Vật tư, vật liệu sử dụng cho việc tiếp nhận, bảo quản giác mạc hiến tặng tại Bệnh viện Mắt Trung ương, thời gian trong và sau dịch COVID-19 bị thiếu, chính là một trong những trở ngại dẫn đến phải tạm dừng tiếp nhận một thời gian dài.
Hiện danh sách bệnh nhân chờ được ghép giác mạc tại Bệnh viện Mắt Trung ương đã lên đến con số 1.000. Bệnh viện kêu gọi nguồn hiến chủ động từ cộng đồng vì giác mạc đến từ nguồn hiến này sẽ có thể bảo đảm được khoảng thời gian bảo quản giác mạc tốt nhất là từ 6 đến 8 tiếng, giúp bệnh nhân được ghép giác mạc sẽ được nhận giác mạc có chất lượng tốt, tỷ lệ ghép thành công cao hơn và mang lại cuộc sống tươi đẹp hơn cho bệnh nhân. Thưa quý vị, hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhiều hồ điều hòa bị chiếm dụng thành hồ câu cá dịch vụ. Hoạt động chiếm dụng hồ công cộng để kinh doanh đã gây ra ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là những khoản thu trái phép này sẽ về túi ai và tại sao tình trạng này vẫn đang tiếp diễn trên địa bàn thủ đô? Hồ Đầm Khê nằm trên địa bàn phường Hà Cầu thuộc quận Hà Đông quản lý, là một trong nhiều hồ điều hòa của Hà Nội bị chiếm dụng để thả cá, rồi tiến hành thu phí câu cá trái phép. Mặc dù báo chí phản ánh nhiều, nhưng tình trạng trên vẫn không bị xử lý triệt để, thậm chí nó còn được tổ chức quy mô và chuyên nghiệp hơn. Mỗi tuần hàng tấn cá được thả một cách công khai xuống hồ, được đăng tải trên mạng xã hội dưới hình thức phát trực tiếp. Nó thả cho câu ấy, câu mất tiền ấy. Ngày ra cũng 300 một ca, 5 tiêu. 6 giờ tối đến 6 giờ sáng em ra câu lúc nào thì nó không 300. Sự việc diễn ra ngay giữa ban ngày, công khai cả trên mạng xã hội. Hàng nghìn người biết, trong khi đó chính quyền địa phương thì không nắm được gì. Thì cái nội dung này thì cũng đang giao cho công an phường đấy, thẩm tra rồi cũng như là kiểm tra lại các cái nội dung liên quan đến cái việc ai cho thuê hoặc thuê ai hoặc là cái dịch vụ này như thế nào, thì sau khi có các cái nội dung liên quan đến công an phường báo cáo thì chúng tôi sẽ có ý kiến với các cái cơ quan đơn vị. Cái đấy thì đúng là công an phường chưa nhận được bất kỳ phản ánh với cả thông báo nào, cũng ý kiến nào của nhân dân hay là của tổ chức cá nhân nào liên quan đến cái việc đấy đâu. Chưa nhận được. Thực tế đấy. Ủy ban nhân dân không nói gì liên quan đến việc quản lý nhà nước về mặt câu cá. Còn hoạt động câu cá về mặt trực quan là mình biết là nó có. Đấy, nhưng mà không được giao cho đơn vị nào quản lý, không giao cho tổ chức cá nhân nào cả. Mà đây là tự phát. Mới đây nhất, sau khi đợi sự việc lắng xuống, thì trên nhóm Hồ Đài Đầm Khê Hà Đông lại ra thông báo nhà hồ tổ chức mở lại dịch vụ vào ngày 4 tháng 12. Trước cách giải thích của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng, câu hỏi lớn đặt ra ở đây là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước đã được thực hiện theo đúng quy định hay chưa? Không biết, không nắm được, hay biết nhưng không xử lý và chỉ xử lý hình thức.